10 nền tảng của Kim Cương Thừa và những lời dạy chọn lọc khác. Vòng chỉ dạy thầm thâm qua hỏi và đáp. Namo Guru. Đạo sư Padmakara sinh ra từ một bông sen, không nhiễm ô vì phải vào một thể xác. Ngài trải qua nhiều loại thực hành khổ hạnh và cuối cùng đạt được mức độ làm chủ đời sống của Vidyadhara và trụ ở đó, cắt đoạn dòng sông sanh và tử. Ngài dạy 84.000 pháp môn, Ngài hiểu tiếng nói của 6 loại chúng sanh và 8 loại trời thần. Với giọng nói như Phạm Thiên, Ngài đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tâm thức Ngài chứng ngộ toàn giác, Ngài thấu hiểu bản tánh siêu vượt ra khỏi sanh diệt, và trong bản tánh của mọi vật, Ngài không phân biệt thiên vị. Với mọi phẩm tánh thâu đạt được từ chính mình, Ngài là nền tảng và nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp và cao cả. Ngài thiện xảo trong những phương tiện để hóa độ tất cả chúng sanh. Hoạt động của Ngài cảm ứng tâm của các bậc thiện thệ và Ngài kiểm soát sinh lực tâm ý của 8 loại trời thần. Padmakara sinh ra trên một hòn đảo trong đại dương và trị vì vương quốc Uddiyana. Ngài tu hành ở 8 nghĩa địa, trải qua những thực hành khổ hạnh ở Ấn Độ. Vì lòng bi, Ngài đã đến Tây Tạng. Ngài đáp ứng mong mỏi của vua Tây Tạng và an lập các vương quốc Ấn Độ và Tây Tạng trong hòa bình. Đạo sư từ ái này đã nhận tôi, Sogya, công chúa xứ Kachin. Khi tôi 13 tuổi, tôi chỉ là một cô gái có lòng tin, nhân ái và tâm hồn vị tha, tính kiên trì và trí thông minh nhạy bén. Trong 111 năm, đạo sư đã ở lại Tây Tạng. Tôi phụng sự Ngài và làm vui lòng Ngài. Không bỏ sót điều gì, Ngài đã ban cho tôi toàn bộ tinh chất những giáo huấn khẩu truyền của Ngài, tinh túy của tâm Ngài. Trong thời gian này, tôi sưu tập và ghi lại tất cả những lời dạy của Ngài đã ban và cất giấu chúng như những kho tàng quý giá. 10 nền tảng của sự tu hành. Đạo sư nói, khi thực hành Pháp, con phải tu hành hoàn hảo 10 nền tảng của sự tu hành. Công chúa Sogya hỏi, cái gì là 10 nền tảng của sự tu hành? Đạo sư nói, con phải tự quyết trạch qua cái thấy, có được sự thấu hiểu tất cả giáo lý, như chim Garuda bay vút trên bầu trời. Con phải tìm thấy sự xác tính qua hạnh, không ngại sợ bất cứ thứ gì, như một con voi băng vào nước. Con phải thành tựu mục tiêu qua những giáo huấn, giải thoát tất cả các pháp vào trong bản tánh của con, như tìm ra một viên ngọc như ý. Con phải tiến bộ dần dần qua những truyền pháp, thoát khỏi sự sợ hãi, phải rơi lại vào sanh tử, như một hoàng tử bước lên ngôi vua. Con phải giữ căn cứ nền tảng qua những thệ nguyện cam kết, không để cho bất cứ hành động nào của con bị phung phí, như đất màu mỡ. Con phải giải thoát hiện thể của con qua sự học, trở thành người đệ tử trong mọi phương diện của pháp, như một con ngựa phá tung những xiềng xích. Con phải so sánh tất cả các nguồn giáo lý, thấu hiểu mọi trường phái triết học của Pháp, như một con ong tìm một tổ ong để chứa mật. Con phải cô đọng chúng thành một điểm duy nhất, thấu hiểu rằng tất cả mọi giáo lý vô số đều cùng một vị, như một người buôn bán cộng lại các tiền lời của mình. Con phải đạt đến sự trỗi vượt về trí tuệ, thấu hiểu rõ ràng
và rạch ròi ý nghĩa của tất cả các giáo lý, như lên đến đỉnh của ngọn núi Tu Di. Người Tây Tạng ham thích học mà không tu hành những điểm này đều không học được những nghĩa thiết yếu, nên chỉ thành những hành giả đầy phe phái. Đó là vì lỗi lầm đã không trở thành đệ tử trong 10 nền tảng thiết yếu. 10 lỗi lầm. Đạo sư Padma nói, con sẽ có 10 lỗi lầm khiến không thể thành công trong việc thực hành Pháp khi con không trở thành đệ tử trong 10 nền tảng của sự tu hành. Công chúa Sogya hỏi, những nền tảng đó là gì? Đạo sư nói, nếu con không quyết trạch được qua cái thấy, con sẽ có lỗi lầm là con sống nơi nào cũng không có được sự xác tín. Nếu con không tìm thấy sự xác tín qua hạnh, con sẽ có lỗi lầm là không thể hợp nhất cái thấy và hạnh. Nếu con không biết làm thế nào thực hành nhờ phương tiện chánh định, con sẽ không thấy biết được pháp tánh. Nếu con không thành tựu mục tiêu qua những giáo huấn khẩu truyền, con sẽ không biết làm thế nào thực hành. Nếu con không tiến bộ dần dần qua những truyền pháp, con sẽ thích hợp để thực hành pháp. Nếu con không giữ căn cứ nền tảng qua những thệ nguyện cam kết, con sẽ gieo trồng hạt giống cho những cõi địa ngục. Nếu con không giải thoát hiện thể của con qua sự học, con sẽ không nếm được vị của Pháp. Nếu con không so sánh tất cả các nguồn giáo lý, con sẽ không cắt đoạn được tính bè phái của những trường phái triết học. Nếu con không cô đọng chúng thành một điểm duy nhất, con sẽ không thấu hiểu gốc của Pháp. Nếu con không đạt đến sự trỗi vượt về trí tuệ, con sẽ không thấy biết bản tánh của Pháp. Những người thầy tâm linh trên danh nghĩa không tu hành theo Pháp sẽ không hiểu được rằng Pháp thoát khỏi những giới hạn phe phái. Họ tấn công lẫn nhau với những thành kiến sâu nặng, bởi vì tất cả các thừa đều có giá trị tự thân. Còn chớ dấn thân vào sự tranh cãi, hãy thông dong tự tại. 10 điểm then chốt. Đạo sư Padma nói, khi thực hành Pháp, con phải có 10 điểm then chốt. Công chúa Sogya hỏi, 10 điểm then chốt là gì? Đạo sư nói, con phải có điểm then chốt là niềm tin là không dao động thất thường, như một dòng sông chảy mãi. Con phải có điểm then chốt là lòng bi không thù địch, như mặt trời tỏa sáng khắp nơi. Con phải có điểm then chốt là sự rộng lượng bố thí không thành kiến, như một suối nước vô tư. Con phải có điểm then chốt là thệ nguyện cam kết không vết rạn nứt, như một trái cầu pha lê. Con phải có điểm then chốt là thiền định không sáng hay tối, như bầu trời lúc rạng đông. Con phải có điểm then chốt là hạnh không nhận hay bỏ, như những con chó và con heo. Con phải có điểm then chốt là quả không được hay mất, như đến một hòn đảo toàn bằng vàng ròng. Con phải thèm khát pháp như một người sắp chết đói thèm thức ăn, hay người sắp chết khát tìm nước uống. Bất luận thế nào, có vẻ người ta không thực hành pháp như là điểm chính yếu, thay vào đó chỉ xem của cải là đích nhắm của họ. Con không thể đem theo sự giàu có của con khi chết, thế nên hãy bảo đảm rằng con không đi vào các cõi thấp. 10 loại hời hợt bề ngoài. Đạo sư Padma nói, có nhiều người để cho sự thực hành pháp của họ thành sự hời hợt bề ngoài. Công chúa Sogya hỏi, điều ấy thế nào? Đạo sư nói, là hời hợt bề ngoài khi tụng tán kinh kệ mà không có niềm tin. Là hời hợt bề ngoài khi vị tha mà không cảm thấy lòng bi. Là hời hợt bề ngoài khi rộng lượng bố thí mà không thoát khỏi keo kiệt. Là hời hợt bề ngoài khi là một hành giả mật thừa
mà không giữ những thệ nguyện cam kết. Là hời hợt bề ngoài khi là một nhà sư mà không giữ giới nguyện. Là hời hợt bề ngoài khi tỏ ra cao cả mà không thiền định. Là hời hợt bề ngoài khi có kiến thức mà không thực hành pháp. Là hời hợt bề ngoài khi dấn thân vào một pháp môn mà không có tinh túy của thực hành. Là hời hợt bề ngoài khi dạy cho những người khác mà tự mình lại không hành động phù hợp với pháp. Là hời hợt bề ngoài khi cho lời khuyên nhủ mà bản thân người ta không theo. Bất luận là thế nào, ta đã chán nghe những người uyên bác mà sự thực hành pháp của họ không thuần hóa được tâm thức của chính họ, mà họ chỉ để cho nó thêm lên phiền não nhiễu loạn. Bất cứ điều gì họ nói không là gì cả ngoài sự nói năng cạn cợt. 10 loại thổi phồng hoang đường. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp có 10 loại thổi phồng hoang đường. Công chúa Soya hỏi, chúng là gì? Đạo sư nói, là hoang đường khi tuyên bố hiểu biết pháp mà chưa từng nghe những giáo lý. Là hoang đường nếu con tuyên bố có những thần lực mà chưa từng thực hành sadhana. Là hoang đường nếu con tuyên bố nhận được những ban phước gia bị mà chưa từng có lòng sùng mộ. Là hoang đường nếu con tuyên bố đã đạt đến pháp tánh mà chưa từng thiền định. Là hoang đường nếu con tuyên bố đã tìm được một vị thầy mà chưa từng phụng sự ngài. Là hoang đường nếu con tuyên bố đã giải thoát nhờ một giáo lý mà không có dòng truyền thừa. Là hoang đường nếu con tuyên bố có chứng ngộ mà không có những giáo huấn khẩu truyền. Là hoang đường nếu con tuyên bố bản thân được giải thoát mà chưa từng làm một thực hành nào. Là hoang đường nếu con tuyên bố có thực hành khi mà không có tinh tấn. Là hoang đường nếu con tuyên bố có những hoàn cảnh thuận lợi tốt lành khi mà không giữ những thệ nguyện cam kết. Bất luận thế nào, người muốn thực hành dễ dàng mà không phải chịu những khó nhọc đều chỉ là những kẻ khoác lác và không bao giờ thành công. Tránh 10 lỗi lầm. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp, con phải chắc chắn không rơi vào 10 lỗi lầm. Công chúa Soya hỏi, 10 lỗi lầm đó là gì? Đạo sư nói, dù con có thể thực hành thiền định, nếu điều đó không trở thành một món thuốc trị dứt những phiền não và loạn tưởng của con, thì con có lỗi lầm là những giáo huấn khẩu truyền không được làm cho hiệu quả. Dù con có thể nhận biết tâm thức con, nếu điều đó không giải thoát con khỏi phân biệt thiên chấp, thì con có lỗi lầm là đã không gặp được giáo huấn đặc biệt. Dù con có thể có sùng mộ mạnh mẽ, nếu con không nhận được những ban phước, thì con có lỗi lầm là đã không nối kết với một vị thầy thành tựu. Dù con có thể rất nỗ lực, nếu sự thực hành của con không tiến bộ, thì con có lỗi lầm là tâm thức của con chưa được tịnh hóa đầy đủ. Nếu con cảm thấy mệt mỏi khi đi vào thực hành tâm linh, thì con có lỗi lầm là đã không nhận biết trạng thái bổn nhiên của tánh giác của con. Dù con thực hành, nếu tâm thức con vẫn phân tán, thì con có lỗi lầm là đã không có được sự tự tin trong thiền định. Nếu kinh nghiệm không sanh khởi trực tiếp từ trạng thái tâm thức con, thì con có lỗi lầm là đã lạc vào samatha, tức thiền chỉ. Nếu sức mạnh của tỉnh giác không sanh khởi trong hiện thể của con, thì con có lỗi lầm là không biết làm thế nào dùng những hình tướng xuất hiện như những trợ giúp cho con đường. Nếu con cảm thấy khó khăn cắt đứt sự bám níu của con vào phiền não, thì con có lỗi lầm là không biết làm thế nào để dùng năm độc như con đường. Nếu con không thể đương đầu với khổ đau và những khó khăn, thì con có lỗi lầm là không biết làm thế nào để xoay tâm thức con khỏi sanh tử.
Bất luận thế nào, khi con cho rằng mình thực hành pháp mà vẫn còn đầy đủ những lỗi lầm ở bên trong, làm sao có được cơ may nào gặp những hoàn cảnh tốt đẹp? 10 phẩm tính đức hạnh. Đạo sư Padma nói, con cần 10 đức hạnh như dấu hiệu đã thực hành pháp. Công chúa Sogya hỏi, 10 đức hạnh ấy là gì? Đạo sư nói, nếu con có thể chiến thắng tư tưởng phân tán vọng động, đó là dấu hiệu đã nhận biết trạng thái tự nhiên của tánh giác. Nếu trí tuệ của tinh túy tâm biểu lộ không thiên chấp, đó là dấu hiệu những giáo huấn khẩu truyền đã có hiệu quả. Nếu con thấy biết thầy của con là một vị Phật chân thực, đó là dấu hiệu đã phát sanh lòng sùng mộ đối với thầy. Nếu con nhận được những ban phước gia bị không trở ngại, đó là dấu hiệu dòng truyền thừa của các thành tựu giả không bị đứt đoạn. Khi nỗ lực áp dụng tỉnh giác, nếu con có thể chuyển đổi trạng thái của tâm thức con một cách không trở ngại, đó là đức hạnh đã tu hành năng lực trọn vẹn của tỉnh giác. Nếu con cảm thấy không mệt mỏi dù con thực hành suốt ngày đêm, đó là đức hạnh đã đạt đến điểm then chốt của tâm khí. Nếu không có sự khác biệt nào về sự sáng tỏ dù con thực hành hay không thực hành, đó là dấu hiệu đã đạt được tự tin trong thiền định. Nếu con có thể tự nhớ đến pháp tánh bất kể tư tưởng hay hình tướng nào xảy ra với con, đó là dấu hiệu đã dùng những hình tướng xuất hiện như những trợ giúp trên con đường. Nếu xác chết của những phiền não không khởi sanh, hay dù có khởi sanh, nếu nó được làm bình lặng tức thời, đó là dấu hiệu đánh tan tự nhiên năm độc. Nếu con bất bại đối với khổ đau và những khó khăn, đó là đức hạnh đã hiểu vô thường là tính chất của sanh tử. Bất luận thế nào, những đức hạnh xuất hiện từ trong chính con khi pháp mọc lên như mặt trời trong hiện thể con. Những người Tây Tạng không có đức tin, siêng năng hay trí thông minh sẽ khó có những đức hạnh khởi sanh từ bên trong họ. 10 dấu hiệu. Đạo sư Padma nói, khi con chịu ảnh hưởng của pháp sẽ có 10 dấu hiệu. Công chúa Sogya hỏi, 10 dấu hiệu ấy là gì? Đạo sư nói, khi sự chấp thủ của con giảm đi, đó là dấu hiệu đã trục xuất được ác ma bám trụ vào hiện hữu cụ thể. Khi sự bám luyến của con giảm bớt, đó là dấu hiệu thoát khỏi khao khát tham muốn. Khi những phiền não của con giảm bớt, đó là dấu hiệu năm độc đã được lặn dứt bên trong. Khi sự vị kỷ của con giảm đi, đó là dấu hiệu đã trục xuất được ác ma chấp ngã. Khi con thoát khỏi mê mờ rối rắm và không bám giữ một điểm quy chiếu nào cả, đó là dấu hiệu tri giác mê lầm của con đã sụp đổ. Khi con thoát khỏi những ý niệm về người thiền định và đối tượng thiền định, và không bao giờ mất cái thấy về bản tính bổn nguyên của mình, đó là dấu hiệu con đã gặp bà mẹ pháp tánh. Khi bất cứ tri giác nào khởi lên như một kinh nghiệm cá nhân không thiên chấp, đó là dấu hiệu đã đạt tới cốt lõi của cái thấy và thiền định. Khi đã giải quyết sanh tử và niết bàn là không thể phân chia, đó là dấu hiệu sự chứng ngộ đầy đủ đã sanh khởi bên trong. Tóm lại, khi con không bám vào, thậm chí cả thân thể của mình, đó là dấu hiệu hoàn toàn thoát khỏi tham luyến. Khi con vẫn không bị tác hại bởi khổ đau và những khó khăn, đó là dấu hiệu đã thấu hiểu những hình tướng là huyễn. Khi con chỉ có một mức độ nhỏ về tám mối quan tâm thế gian, đó là dấu hiệu đã nhận biết bản tánh của tâm. Bất luận thế nào, khi những dấu hiệu bên trong của con biểu hiện ra bên ngoài, đó cũng giống như một cái cây trở lá. Khi những dấu hiệu bên ngoài được người khác ghi nhận, đó cũng giống như quả của cây đó đã chín mùi và có thể ăn được.
Có nhiều người thực hành pháp không có thậm chí cả một phẩm tánh đức hạnh nào. Người chứng ngộ thì cực kỳ hiếm hoi. Thế nên thiết yếu là con hãy nỗ lực thực hành thiền định. 10 sự kiện. Đạo sư Bát Ma nói, đối với tất cả người nào có thể thực hành pháp, có 10 sự kiện. Công chúa Soga hỏi, 10 sự kiện đó là gì? Đạo sư nói, khi sự có mặt của những giáo lý của Đức Phật trùng hợp đồng thời với sự đạt được thân người của một ai đó, đó là sự kiện người đó đã có sự tích tập công đức và trí tuệ trong những đời trước. Khi một người ưa thích pháp và một vị thầy có giáo huấn khẩu truyền gặp gỡ, đó là sự kiện giống như một người mù tìm được một viên ngọc như ý. Khi sự đạt được thân người toàn vẹn trùng hợp với có niềm tin và trí thông minh, đó là sự kiện dòng tương tục nghiệp quả của việc tu hành đời trước đã được đánh thức. Khi con giàu có mà lúc ấy gặp những người ăn xin, đó là sự kiện đã tới thời của bố thí Ba La Mật. Khi cái hồ của khốn khổ tràn đầy, lúc con cố gắng dấn thân vào thực hành tâm linh, đó là sự kiện nghiệp xấu và những che chướng của con đang được tịnh hóa. Nếu con gặp sự thù nghịch không có lý do khi đang cố gắng xoay tâm thức con về pháp, đó là sự kiện, đấy là một người hướng dẫn đưa con trên con đường nhẫn nhục. Khi sự thấu hiểu của con về tính vô thường của các sự việc có điều kiện và niềm tin toàn hảo của con trùng hợp với sự nhận được những giáo huấn sâu xa, đó là sự kiện đã tới thời để xoay tâm thức con xa lìa đời sống của một người thế gian. Khi nỗi sợ chết của con trùng hợp với cái chết của một người khác, đó là sự kiện đã tới thời cho lòng tin đặc biệt sanh khởi. Bất luận thế nào, nếu trước tiên con cố gắng hoàn thành những theo đuổi thế gian và sau đó hoạch định việc thực hành pháp, thì quả là lạ lùng nếu con sẽ tìm thấy cơ hội để làm được như vậy. Thế nên chỉ một số ít được giải thoát khỏi sanh tử. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp có 7 loại hư thối. Công chúa Soga hỏi, chúng là gì? Đạo sư nói, nếu lòng tin của con thì nhỏ, trong khi trí thông minh của con lớn, con trở nên hư thối bằng cách tự xem mình là một vị thầy. Nếu con có nhiều người đến nghe pháp trong khi sự tự cao của con là lớn, con trở nên hư thối bằng cách tự xem mình là một thiện tri thức. Nếu con tỏ ra có những phẩm tánh cao cả trong khi không tự mình thực hành chúng, con trở nên hư thối bằng cách làm một nhà chuyên môn về pháp không có thực chất. Nếu con thích nói những lời lảm nhảm vô nghĩa trong khi không có pháp trong lòng, con trở nên hư thối bằng cách làm một thiền giả bịp bợm tham lam. Nếu con có chút việc học trong khi thiếu những giáo huấn khẩu truyền, con trở nên hư thối bằng cách làm một kẻ tầm thường dù lòng tin của con có thể lớn. Một hành giả chân chính, hành động phù hợp với những lời dạy chân thật, cần giải thoát mình với trí thông minh, thuần hóa tâm thức mình với lòng tin, cắt đứt tà kiến bằng các giáo huấn khẩu truyền, vứt bỏ những quan tâm xã hội, hòa trộn tâm thức mình với pháp, hoàn thiện hiểu biết với nghe và suy nghĩ, giải quyết tâm thức mình với những giáo huấn khẩu truyền và đạt được sự xác tín tối hậu qua cái thấy của thiền định. Tuy nhiên, điều ấy là khó khăn. Hiểm nguy của những lầm lẫn. Đạo sư Bát Ma nói, có thể có nhiều loại lầm lẫn với những người đã đi vào cửa pháp. Hãy cẩn thận. Công chúa Soga hỏi, những lầm lẫn ấy là gì? Đạo sư nói, có thể lầm lẫn một người thầy đã nghiên cứu thông minh mà cho là một thiện tri thức đã giải thoát qua học hỏi và tư duy. Có thể lầm lẫn một chuyên gia về pháp không thực chất, không tự mình thực hành
mà cho là người đã có kinh nghiệm qua thực hành cá nhân. Có thể lầm lẫn một người đạo đức giả, lừa dối mà cho là một người cao cả, đã điều phục tâm thức mình qua thực hành pháp. Có thể lầm lẫn những lời trống rỗng của sự hùng biện rỗng tuếch mà cho là sự chứng ngộ của người có những giáo huấn khẩu truyền. Có thể lầm lẫn một người khoác lác oan oan về pháp mà cho là sùng mộ đối với thực hành pháp của một người có lòng tin. Bất luận thế nào, con phải hòa trộn tâm thức con với pháp một cách chắc chắn. Người thực hành pháp ngoài môi mép tự cho là những hành giả, trong khi vẫn để pháp ở xa bên ngoài họ, sẽ không có thành công nào trong việc thực hành pháp. Bốn pháp. Đạo sư Bát Ma nói, con phải chắc chắn sự thực hành pháp của con trở thành pháp đích thực. Con phải chắc chắn pháp của con trở thành con đường đích thực. Con phải chắc chắn con đường của con có thể soi sáng mê lầm. Con phải chắc chắn mê lầm của con hiện hành, soi sáng như trí tuệ. Công chúa Sokya hỏi, điều ấy nghĩa là sao? Đạo sư nói, khi con có cái hiểu thoát ngoài chấp nhận và chối bỏ, sau khi biết làm thế nào cô đọng tất cả mọi giáo pháp vào một thừa duy nhất, bây giờ sự thực hành pháp của con sẽ trở thành pháp đích thực. Khi ba trạng thái Vipassana, tức quán chiếu, phúc lạc, sáng tỏ và vô niệm hiện ra, chúng chính là pháp thân. Bất luận thế nào, có nhiều người trụ tâm vào một trạng thái Samatha, tức an định, trơ trơ. Qua đó, họ sẽ tái sanh vào các cõi thiền của chư thiên, hay dù họ không đầu thai, họ cũng sẽ không thể làm lợi lạc gì cho chúng sanh. Mười thệ nguyện. Đạo sư Bát Ma nói, quy y và giữ những thệ nguyện là gốc của sự thực hành pháp. Công chúa Sokya hỏi, vào lúc nào lời thệ nguyện quy y và những thệ nguyện khác khởi sanh trong bản thân mình? Đạo sư nói, thệ nguyện quy y khởi sanh vào lúc con cảm thấy sợ những cõi thấp và có đức tin vào Tam Bảo. Thệ nguyện của một cư sĩ khởi sanh vào lúc con tin vào luật nhân quả của những hành động. Thệ nguyện của một sa di khởi sanh vào lúc tâm con muốn xa lìa khỏi sanh tử. Thệ nguyện của một tỳ kheo khởi sanh vào lúc tâm con muốn xa lìa mọi tà hạnh. Thệ nguyện bồ đề tâm nguyện khởi sanh vào lúc từ lòng bi con cảm thấy bản thân con bình đẳng với những người khác. Thệ nguyện bồ đề tâm áp dụng khởi sanh vào lúc con thấy người khác quan trọng hơn bản thân mình. Khi trong bất cứ thực hành nào, con có quy y và bồ đề tâm và đã hợp nhất hai giai đoạn phát triển và thành tựu, phương tiện và trí tuệ, bây giờ pháp của con trở thành con đường đích thực. Khi con phối hợp con đường với cái thấy, thiền định, hạnh và quả, bây giờ con đường của con soi sáng mê lầm. Khi con hiến mình vào thực hành mà đã xác quyết trọn vẹn cái thấy và thiền định, bây giờ mê lầm của con có thể hiện hành soi sáng như trí tuệ. Bất luận thế nào, bất kể pháp nào con đang thực hành, nếu không hợp nhất được giai đoạn phát triển và thành tựu, cái thấy và hạnh, phương tiện và trí tuệ, thì cũng giống như cố gắng đi chỉ bằng một chân. Tránh các cõi thiền. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, quan trọng là tránh để cho sự thực hành biến thành một thừa thấp. Công chúa Sokya hỏi, điều ấy nghĩa là sao? Đạo sư nói, cốt yếu là tránh bám chấp vào ba trạng thái Samatha phúc lạc, sáng tỏ và vô niệm. Nếu con bám chấp vào chúng, con không thể thoát khỏi trở thành một thanh văn hay độc giác Phật. Người Tây Tạng nhìn sự thực hành quy y là giáo pháp thấp nhất. Những tu sĩ không có giới luật, những người tự xưng là thực hành đại thừa
thì không có bồ đề tâm. Những hành giả mật thừa thì không giữ những thệ nguyện của họ. Những thiền giả thì không có sự thiền định chân thật. Sẽ khó có những thành tựu giả ở Tây Tạng. Những thệ nguyện của thân, ngữ, tâm. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, con phải giữ những thệ nguyện, nhưng điều đó khó khăn. Công chúa Sogya hỏi, người ta nên giữ gìn những thệ nguyện như thế nào? Đạo sư nói, khi tri giác đạo sư của con là một vị Phật trong hình tướng con người, con có được thệ nguyện của thân giác ngộ. Khi tri giác lời nói và giáo lý của Ngài là viên ngọc như ý, con có được thệ nguyện của ngữ giác ngộ. Khi tri giác những giáo huấn bằng miệng của Ngài là cam lồ, con có được thệ nguyện của tâm giác ngộ. Khi con thôi chấp nhận hay chối bỏ bổn tôn Di Đam, con có được thệ nguyện của thân. Khi con không có nghi ngờ về mật chú, con có được thệ nguyện của ngữ. Khi con hiểu nghĩa trạng thái tự nhiên của tâm thức, con có được thệ nguyện của tâm. Bất luận thế nào, những thệ nguyện là thanh tịnh khi tâm con thanh tịnh. 15. Hoàn cảnh chống trái. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, có thể có 15 hoàn cảnh chống trái mà con phải từ bỏ. Công chúa Sogya hỏi, chúng là gì? Đạo sư nói, nói chuyện phím, đùa bỡn và khinh suất là ba chướng ngại cho thiền định, thế nên hãy từ bỏ chúng. Những bà con, bạn bè và đệ tử là những trạch hướng của sự thực hành Pháp, thế nên hãy từ bỏ chúng. Vật chất, làm ăn và hưởng thụ là ba thứ sao lãng của việc thực hành Pháp, thế nên hãy từ bỏ chúng. Lợi, danh và dinh dự là ba trụ cột trói buộc của việc thực hành Pháp, thế nên hãy từ bỏ chúng. Những uể oải và lười biếng là ba kẻ thù tinh quái của thực hành Pháp, thế nên hãy từ bỏ chúng. Bất luận thế nào, điều nguy hiểm nhất là bị thuyết phục lơ là với sự thực hành Pháp. 15. Hoàn cảnh thuận lợi. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, còn nên có 15 hoàn cảnh thuận lợi. Công chúa Sogya hỏi, chúng là gì? Đạo sư nói, học, suy nghĩ và thiền định là ba khuôn khổ căn bản nhất của việc thực hành Pháp. Siêng năng, niềm tin và tín nhiệm là ba trụ cột đời sống của thực hành Pháp. Hiểu biết, kỷ luật và lòng tốt là ba đặc tính của thực hành Pháp. Không tham luyến, không bám chấp và không trụ trước là ba yếu tố hài hòa cho sự thực hành Pháp. Bất luận thế nào, không có lấy một hành giả thực hành Pháp nào ở đây, có dù chỉ ba trong những điều kiện ấy, thật khó khăn tùy thuận với những nguyên lý chính của Pháp.